đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì nó từng đoạn cao tốc là điểm nối giữa cao tốc Bến Lức đó, gì Bến Lức Long Thành đó. Con đường cao tốc là anh gì? Con đường cao tốc đây, đường dẫn. Dài năm sau nữa làm gì có những con đường nào mình đi, nó lên cao tốc rồi. Nhưng mà cái đoạn này làm rồi, thấy là đoạn này chưa làm, rồi qua bên kia có thầu khác. Xin đi đoàn mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 1 giờ ngày 4 tây tháng 4 2023, xin đi đang đứng ở con đường DT 380C thuộc xã Tấn Long, thị trấn Bến Lức. Phía trước mặt anh chị đó là cao tốc Sài Gòn Trung Lương, dòng xe mà hướng bên phải là chúng ta về hướng Sài Gòn Bình Chánh, mé bên trái là về Trung Lương. Và với video clip này, Sunny sẽ đi men theo con đường cao tốc này để chúng ta đi vào cái đường dẫn cao tốc Sài Gòn Bến Lức Sài Gòn Long Thành Dầu Dây anh chị ha. Một cái cao tốc hứa hẹn hoài khởi công 9 năm rồi, nhưng mà cứ hứa là 2018 hoàn thành, rồi không 2020, rồi 23, bây giờ đến hứa tiếp tục hứa là tháng 9 2025 mới hoàn thành. Và xin đi, thay vì mình đi thẳng con đường này thì chúng ta sẽ về chợ đêm của Bình Chánh, cách ở đây là 7 km, còn ở đây từ đây mà về chợ Bến Thành khoảng là gần 30 km. Thì xin đi về Sài Gòn bằng cách là đi men theo phía dưới con đường mòn, men theo con đường cao tốc phía trên. Rồi chào anh chị nha, rồi chúng ta đi nha. Trời nắng nóng ơi là nóng. Hôm nay thì xin đi khám phá thị trấn Bến Lức anh chị, Long An, một cái vùng đất, một cái thị trấn men theo dòng sông Vàm Cỏ Đông. Rồi tới đây thì thay vì mình đi thẳng về chợ Điệm nha anh chị, về với Tân Túc Bình Chánh, về với An Lạc, thì xin đi sẽ quẹo hướng này để chúng ta khám phá hai cái cao tốc. Mà tất nhiên là chúng ta không có đi trên cao tốc nha anh chị ha, chúng ta đi theo con đường làng quê nè, coi ruộng đồng. Rồi đường Thanh Hiệp, ở đây là con đường làng đó anh chị, bây giờ nó cũng có cái tên đó. Ở trên là đường cao tốc đó anh chị, hướng về Sài Gòn đó. Xe chạy ở trên thì cứ bon bon, còn mình thì cứ rề rề phía dưới. Thì cái đoạn đường này sẽ băng qua một cánh đồng ruộng, rồi chúng ta tới với lại đường dẫn Bến Lức Long Thành. Thì khi mà có, nếu mà con đường Bến Lức Long Thành mà nó làm xong đó, thì cái thị trấn Bến Lức này nó sẽ phát triển rất là nhiều, tại vì đi lại thuận tiện, giao thông rất là thuận tiện đó anh chị thấy. Đây cánh đồng, và từ từ những cánh đồng thì từ từ nó không còn, nó co lại, nó hẹp lại bởi những cái mảnh đất dự án phân lô, phân nền trở thành cái khu dân cư. Long An là cũng là một cái vựa lúa miền Nam đó anh chị, nhưng mà bây giờ phân lô bán nền rồi, đồng bao la luôn. Thời tiết thì chuẩn bị cuối tháng 4 là mưa thì mây mù, mấy bữa nay thì có những cơn mưa mà nó rải rác nhiều nơi, nhưng mà thời tiết rất là oi bức, mưa qua cơn thôi, mưa cơn theo đám mây thôi.
Khi mà chúng ta đi cao tốc, chúng ta nhìn, chúng ta thấy những cánh đồng xanh rì vào những cái dịp gieo mạ anh chị ha, trồng lúa gieo mạ, nhưng mà mùa này thì nó khô cằn như thế anh chị. Những căn nhà, nhà chòi người ta cơi nới lên sợ nước ngập. Hôm nay thì mời anh chị trải nghiệm, hoặc là cô chú hay là anh chị định cư ở nước ngoài thì nhìn biết cái mảnh đất này nó như thế nào men theo cao tốc. Còn những anh chị mà đi đường cao tốc mà nhìn xuống thì chúng ta cũng biết dưới đây nó có một con đường dẫn chúng ta đi đâu. Bên phải thì vô một cái làng, cái ấp. Đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì nó từng đoạn chứ nó không có hoàn thành hết anh chị. Mấy bữa xin đi khám phá cũng từ Long An giáp một cái xã huyện Long An mà giáp với lại Bình Chánh á, đi về quốc lộ 50 anh chị thấy khô cằn không, giống như sa mạc lại chưa có mùa mưa đó anh chị. Mưa xuống người ta bắt đầu gieo mạ thì nó sẽ xanh rì rì, một cái màu rất là mát mắt, màu xanh rất mát mắt. Và khi mà đi ra khu vực phía ngoài vùng ven Sài Gòn thì gió mát, không khí thì nó không có ô nhiễm. Khi mà đi Long An nói riêng và miền Tây nói chung thì người ta xa xa thì chúng ta thấy những cái mồ mả người mất người ta đưa ra đồng, nhưng mà bây giờ thì hình như là không cho phép anh chị. Ngày xưa thì được, giờ không cho phép đâu, giờ là tất đất tất vàng. Tương lai đây thì khi mà có một cái cao tốc Bến Lức Long Thành nữa thì cái khu vực đất đai ở đây là có thể là trở thành cái khu dân cư. Ai có tiền, mặc dù là bất động sản đang đóng băng, nhưng mà bây giờ ai có tiền mà mình mua những cái mảnh đất ở khu vực này nè, tất nhiên giấy tờ đầy đủ, tương lai 10 năm sau chẳng hạn thì nó sẽ rất là được giá. Tại đô thị phát triển khi mà có cao tốc mà anh chị. Đó, một số người cắm cọc rồi nè, đó, người ta đã mua rồi nè, mua đón đầu đó. Nhưng mà người phải có trường vốn cả, chứ mà vay ngân hàng là tiêu, thời điểm này là tiêu, lãi suất rất là cao. Nhiều người cũng khổ sở, bán nhà, bán cửa, phá sản cũng vì lãi suất ngân hàng đó anh chị, trong cái đợt này. Cao tốc này được có một cái là nó ở trên cao anh chị ha, chứ ở dưới thì nó rất là phức tạp, xe cộ nó ảnh hưởng. Cao tốc này thì minimum là 60 km/h, maximum là 120 km/h. Ở đây tối thì chắc cũng rất là buồn, ở chắc là một ở đâu quen đó anh chị. Chiều chiều kiếm con gì nó nướng, làm bậy gài xị chơi.
ở đây là bắt đầu con đường nó hơi xấu rồi nè. Như đến đây là một chúng ta tới cái đường dẫn để đi vào cái cao tốc, là điểm nối giữa cao tốc Bến Lức đó, gì Bến Lức Long Thành đó. Kia đường nhựa bong bon, giờ đây trở thành một con đường đá đá mi. Sao mọi người đi đâu ta? Mình cứ đi thẳng đi. Mình xác định lại nha anh chị ha, xác định trở lại chứ không không là mình sẽ đi lẹ, mình không có đi vào cái cao tốc đó được, thì cũng rất là tiếc. Một lần đi là một lần khó. Rồi đúng rồi anh chị. Anh này thì anh tại sao anh quay lại? Anh quay lại làm gì? Tại sao anh không đi thẳng mà anh quay lại? Lý do? Đây. Đúng rồi. Đây là bắt đầu là cái đường dẫn nè. À, cái đường dẫn giữa Bến Lức nè. Đây mé trái là đường cái hàng cây rậm rạp đó, mình đi đi vô cái đường dẫn đó, nó xuất phát từ đây. Rồi đồng ta đốt này. Anh chị chịu khó đi thám thính với Sunny nha, cùng với Sunny về Sài Gòn bằng con đường mòn. Kệ mình đi, lâu lâu mình đi khám phá để mình biết thêm thôi một vùng đất. Rồi sau này tỷ mà anh chị có dịp đó, mình đi lại vài năm sau đi lại trên con đường mà Sunny đi nè, để anh chị chiêm nghiệm để coi phố xá nó có giống vậy hay không. Nhà cửa thì nó còn thư thớt lắm, tương lai thì nó sẽ khác. Đó anh chị thấy, đây là cái mố cầu nè, đó tương lai cái Bến Lức nó cũng kết nối đây nè, cao tốc Bến Lức Long Thành nó kết nối đây, rồi nó đi thẳng qua bên kia, và Sunny đi cũng đi thẳng luôn nha. Ở đây đi qua đường xe cộ nguy hiểm lắm, nhìn phải ngó cẩn thận. Một lát không biết là có lên cao tốc, tại vì cao tốc này có rất là nhiều nhà thầu, họ làm từng đoạn, có đoạn thì hoàn thành, có đoạn thì chưa hoàn thành. Khi mà không có mùa mưa, cái vùng đất ở Long An này nó cũng khô khan luôn.
người dân ở đây thì sống cốt yếu là làm rẫy làm ruộng, chứ ở đây thì cũng đâu có mua bán được gì anh chị. Khu vực này thì cũng thấy đường điện không có đèn đường thôi, đường internet, giờ internet điện phụ thấp rồi. Phía trái là cái nền của con đường cao tốc, cái đoạn này thì chẳng thấy ai làm. Đó, tương lai ở đây là con đường nè anh chị, đó con đường trước mặt mình đó, nhưng mà tất nhiên là nó ở trên cao chứ nó không có thấp tè tè như thế đâu. Rồi mình đi tiếp nha anh chị ha. Đây có một con đường mòn đó, xin đi để chia sẻ với anh chị đó. Đây là mình sẽ con đường cao tốc nè anh chị, con đường cao tốc đây, đường dẫn, cái hướng kia là đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương đó. Đi ngõ này coi chắc mình có ra con đường kia được hay không, chắc có. Dài năm sau nữa làm gì có những con đường nào mình đi, nó lên cao tốc rồi. Đó, phía trước mặt anh chị đó là cao tốc này, nó từng đoạn từng đoạn. Có đi được thấy có dấu bánh xe thì mình thôi mình cứ đi anh chị. Đây đó, đây là con đường cao tốc, mình cứ đi một đoạn anh chị ha, còn bên phải là con đường mòn đó. Đây còn thuộc Long An anh chị ha. Bây giờ mình chạy thẳng về Bình Chánh. Còn cái chuyện mà tới kia mà không đi được thì chắc có lẽ là xin đi phải quay lại. Nếu mà quay lại một đoạn thì chắc cũng rất là xa. Nhưng mà thôi, dù sao đi nữa cũng muốn chia sẻ với anh chị. Có thể đây là lần đầu tiên xin đi lăn bánh trên cao tốc này cùng với anh chị. Thì hai bên, mé bên trái cũng có đường mòn, bên phải thì cũng có đường mòn. Ô trời ơi, cò, cò cả, cò bay rồi, đẹp không? Bầu trời xanh nguyên đàn cò bay. Ở dưới kia hình như nó có có những cái mảng bê tông chặn rồi, không biết có phải không. Đúng rồi, mảng bê tông chặn rồi, bây giờ kiếm đường về mà xuống đường mòn thôi, bít cửa rồi. Xin đi tạm tắt nha, bây giờ xin đi xuống đường mòn chứ mà cặp cứ quay hoài thì tốn thời gian anh chị, tạm tắt nha anh chị ha. Xin đi có một cái mảng bê tông che chắn thì xin đi không được, sau khi đó xin đi sẽ hoành lại và xin đi mé bên trái này. Và ở đây thì mảng bê tông được xếp lại thì không biết là coi như là mình sẽ đi tới đâu.
xa xa mình thấy xe gắn máy thì đồng nghĩa rằng coi như là mình sẽ đi được nha anh chị. Mình tiếp tục đi cao tốc, mình không cần phải xuống đường mòn nữa. Đó, cao tốc này nó chạy về quốc lộ 50 nè, rồi nó đi tới Cần Giờ, qua cái khu vực Cần Giờ ngay chỗ phà Bình Khánh đó, rồi nó men theo cả mảnh đất Đồng Nai để về với quốc lộ 51 là đi Vũng Tàu, rồi từ đó kết nối với lại Long Thành Dầu Dây. Và xa xa thì có xe gắn máy, một chiếc xe gắn máy họ cũng chạy vun vút, thì Sunny cũng sẽ đi, họ chạy được là mình chạy được. Hồi nãy thì bị mấy cũng tấm bê tông nó chắn lại. Hiện tại là cao tốc chưa thông xe nên mình đang chạy ngược chiều anh chị. Đó, có một chiếc xe đang chạy. Cao tốc mà bên phải thì đang có đàn bò đang lẩn thẩn đi anh chị. Xuống kia là mình thấy có một con đường rồi, thì không biết là chúng ta đi đâu. Đó, nó từng gói thầu, từng đoạn. Ví dụ cái đoạn đường dẫn từ cao tốc Sài Gòn Trung Lương với cao tốc Bến Lức Long Thành này thì nó chưa làm, nhưng mà cái đoạn này làm rồi, thấy là đoạn này chưa làm, rồi qua bên kia có thầu khác họ lại làm. Tỉnh lộ. Rồi chúng ta cứ đi một đoạn nữa chị ha, để coi như thế nào. Bên phải là con đường mòn, còn đây đi lên cao tốc. Rồi cao tốc chưa có xe chạy thì rác rến đầy hết. Ở đây có những con đường để tẻ xuống. Bên phải là con đường mòn,
đừng nói là tới kia là có cái bê tông chặn lại là coi như hố hàng anh chị. Bên kia có anh chú đi kìa. Tại sao chú đi bên kia không đi bên đây? Hay là bên đây có cái tấm bê tông che lại? Thôi hợp, cứ đi với Sunny coi như thế nào anh chị ha. Cũng hoàn thành rồi, có một số đoạn chưa kết nối thôi à, chắc là hết tiền. Wow, đi một đoạn thật dài đó chứ. Quá sướng luôn, tuốt với tận chân trời luôn. Rồi. À, cái hướng này là gần tới quốc lộ 50 rồi. Kênh chị nha cưng. À, mình đi tiếp ha. Chú này tự nhiên xuống đây tự nhiên xuống đây tự nhiên mình cảm thấy hồi hộp quá. Thôi cứ đi thẳng đi chị. À, đi vô rẫy. À, má bên phải này á, là mấy bữa Sunny đi nè, cái khu dân cư đây nè, nhà trống nè, nhiều nè anh chị. Là bên đây là thuộc Long An, còn má bên trái này thuộc Bình Chánh. À, đây là cái đoạn giữa nè, phân ranh giữa Long An và Bình Chánh nè. Cầu Hải Sơn. Ờ, tới kia không biết có đường đi tiếp không ta. Hồi hộp quá. Địa phận Long An. Chưa cái nhựa đường nó bốc lên anh chị. Ta xa mình nhìn ngó coi như thế nào.
Đây là địa phận Sài Gòn. Trong tương lai này là Sunny không có thể chạy xe gắn máy này được như vậy anh chị. Tại cao tốc hiện tại là cao tốc ở Việt Nam là chỉ cho xe hơi đi thôi. Như mình đã tới quốc lộ 50 rồi anh chị. Và cái cầu trước mặt của chúng ta đó là cái cầu hình như thân nha anh chị ha, bắc qua dòng sông Gò Công. Ở trước giống đất mô quá ta, có đi được không ta, quay lại là điên luôn đó. Ok, có xe gắn máy, không sao. Đây là nhà xe gắn máy của mấy anh đi câu cá đó anh chị. Rồi, Sunny sẽ tới cái cầu phía trước mặt anh chị. Rồi chúng ta nhìn nè, dòng sông Gò Công anh chị ha. Đây có đường mòn đi không? Không có. Tưởng có đường mòn hóa ra không có. Phải đi con đường này ha, bắt buộc phải đi con đường này. Cái đoạn này mấy bữa Sunny khám phá nè, nhưng mà chưa bao giờ mà đi trọn vẹn từ ngay chỗ cái đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương mà về tới đây anh chị. Thì trong tương lai không xa thì Sunny sẽ khám phá cái đoạn cao tốc phía dưới kia, phía dưới mà nó dẫn đi qua dòng sông
Sài Gòn ở chỗ phà Bình Khánh á, để qua Cần Giờ. Thì tất nhiên là cái chỗ đó nó chưa làm xong đâu, nhưng mà mình sẽ khám phá một đoạn nào đó giống như thế này anh chị, để anh chị hiểu. Nếu mà chưa làm xong thì chúng ta cứ đi men theo để chúng ta thấy nhà cửa làng mạc của bà con sống bên con đường cao tốc chuẩn bị vào 2 tháng 9 2025. Thì khi mà có cao tốc này thì cái việc đi lại nó rất là thuận tiện, và bến lức thì nó sẽ có khả năng phát triển sau này. Thì khi mà phát triển giao thương mua bán dễ dàng thì bà con, đặc biệt là bà con các tiểu thương, mua bán nó thuận lợi hơn. Chứ bây giờ thì với tình cảnh kinh tế khó khăn như thế này thì hiện tại cũng đang rất là khó khăn, buôn bán thì chậm, không có ai mua anh chị, ai cũng kẹt tiền hết á. Rồi chúng ta sẽ đi lên cây cầu phía trước mà anh chị, đó nó từng đoạn, và cũng rất là may mắn là Sunny thoát được. Chứ mà có những cái khối bê tông nó chặn lại giống như hồi nãy thì thua, quay lại thì hơi bị mệt. Nhưng mà cũng may mắn được chở anh chị, có thể là ké cái duyên của anh chị đó, anh chị may mắn thì lay cho xin đi, cũng may mắn theo. Rồi mình đi lên cái cầu nha, để ra quốc lộ 50 để về lại Sài Gòn. Ở đây ta nuôi cá nhiều ghê chứ. Cầu này cũng chưa làm xong đâu. Đi thẳng là quốc lộ 50 anh chị, xuống cầu là quốc lộ 50. Rồi nó chưa làm xong. Rồi xong tới một đoạn đất trống nữa bắt đầu nó lên, mà không biết là có đi được hay không. Để kỳ sau Sunny sẽ cùng khám phá. Chứ cái clip này quá dài rồi. Và đây chia sẻ với anh chị, dòng sông Gò Công. Có một cái dịp trước thì Sunny có mang theo con đường này nè, để đi về bến phà Phú Định đó. Cái hướng này là về bến phà Phú Định, ngay chỗ kênh Lò Gốm ngã ba sông bến phà Phú Định đó, chợ điểm Lò Gốm và Gò Công. Rồi Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn, rất vui thực hiện các clip này để anh chị có một cái trải nghiệm từ cao tốc Sài Gòn Trung Lương về cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây nha anh chị ha. Rồi chúc anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Thương ai mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip khác. Bye bye, hẹn gặp lại.